Để xác định thành phần nguyên tố của bông, cô thực hiện thí nghiệm gồm bông, nước vôi trong, đèn cồn, kẹp gỗ, kẹp, bật lửa, ống nghiệm. Bây giờ cô sẽ thực hiện thí nghiệm. Bật lửa đèn cồn, dùng kẹp để kẹp miếng bông, sau đó đốt trên ngọn lửa đèn cồn, dùng ống nghiệm hơ phía trên của ngọn lửa. Khi ống nghiệm mờ đi, bông cháy hết, cô ngửa ống nghiệm. Các em chú ý để ống nghiệm nguội bớt, chúng ta đợi khoảng 10 giây. Sau đó mới từ từ rót nước vôi trong vào trong ống nghiệm. Lắc nhẹ để cho lượng khí thoát ra được hòa tan vào trong nước vôi trong. Các em quan sát kết quả và đối chiếu với cốc nước vôi trong ban đầu. Từ kết quả, các em rút ra nhận xét và kết luận.